Vâng, em Hoàng Gia xin mến chào các bác ạ. Rất vui được gặp lại các bác trong video ngày hôm nay. Tiếp tục lại là những sản phẩm mà các bác khách có gửi đến bên em để kiểm tra và sửa chữa. Hôm nay thì em vừa mới hoàn thành xong, đó là hai sản phẩm cùng của một bác khách, đó là âm ly Pioneer model 838 và âm ly và chiếc đầu cối GX270D của Akai. Thì hai chiếc này ấy, thì em cũng xin mô tả cái bệnh như sau. Đầu tiên ấy, về đầu băng cối thì là nó sẽ con này thì nó chạy nó bị méo tiếng. Đấy, và chạy một lúc thì dừng hẳn. Thì cái bệnh của dòng Akai thì thông thường các bác biết rồi, dòng Akai là một cái dòng máy nó chạy là motor servo. Đấy, nó không chạy dây coroa các bác nhá. Dòng máy Akai ít có máy nào chạy dây coroa. Đấy, thì nó sẽ gọi là chết cái gọi là cái IC servo đấy ạ, tức là IC mà chính là cái IC để điều khiển cái tốc độ của cái motor, để làm sao cho cái motor nó quay với cái tốc độ chính xác nhất các bác nhé. Phải dùng câu chính xác nhất, bởi vì sao ạ? Không cần chính xác nhất mà chỉ cần sai thôi là cái tiếng nó khác rồi, đúng không ạ? Nhanh, motor quay nhanh thì đồng nghĩa là tiếng hát đọc sẽ nhanh, mà nếu motor quay chậm thì tiếng hát sẽ chậm. Nên là đòi hỏi tiếng hát chuẩn, tốc độ thì phải là chính xác nhất, không thể sai được. Đấy, thì những cái đầu băng cối thì những cái bệnh này thì thông thường nó sẽ tiềm ẩn trên những dòng đầu băng cối chạy motor servo, tức là chạy không bằng chạy dây coroa đâu. Đấy. Thì thông thường là như thế, còn tụ thì nó lại ít bị hơn. Đấy. Thì em chia sẻ thế cho các bác biết nhá. Nó là như vậy. Dòng các dòng đầu băng cối nói chung của Akai 635D rồi 630D, 650D rồi các dòng vân vân. Em kể không thể kể hết được, nhưng đó là những cái hiện tượng do cái motor servo, tức là IC servo nó gây ra. Cứ hiện tượng là các bác nghe nó bị méo tiếng này, chạy lúc chậm lúc nhanh, hoặc là đang chạy thì là dừng, hoặc lúc chạy nhanh lúc chạy chậm, đấy là cái hiện tượng của cái IC motor servo đang có vấn đề. Thì với những cái này thì bên em vẫn sửa bình thường thôi nhá, không có gì quá đáng ngại. Đấy, được chưa? Đấy là một cái bệnh đầu tiên của cái máy này. Đấy, nó cái máy này thì nó là máy A270D, thì bản chất của 270D thì nó gần như giống 630D, nhưng con này nó là máy 2 chiều. Nó chạy được bằng 2 chiều. Cái đồng hồ của nó rất giống 630D. Đấy, nói đến 630D thì bên em lại có một 630D đa cầu điện các bác nhá. 630D đa cầu điện thì rất là ít các bác nhá. 630D thì rất là nhiều, nhưng để có đa cầu điện thì rất là ít. À, thì cái con 630D đa cầu điện này em sẽ giới thiệu các bác. Và bác nào thích dòng đa cầu điện, tức là điện 220 100V thì liên hệ với Hoàng Gia Lô số điện thoại trên nó biển này và đăng ký kênh nhá. Đăng ký kênh ở nút màu đỏ phía dưới tay phải và theo dõi và ấn nút like nếu các bác thấy thích video. Đó, thì em sẽ giới thiệu con 630 đa cầu điện các bác nhá. Máy đa cầu điện chạy băng 5, băng 7, băng 10, 1 chiều 4 trách đa cầu điện. Đấy, phải nhấn mạnh từ đa cầu điện vì bản chất dòng này đa cầu điện nó rất là ít các bác nhá. Phải nói là rất rất ít chứ không phải là rất ít nữa. Đấy, còn chủ yếu là điện 100, nhưng con này nó là hàng xuất nên là nó đa cầu điện nó rất là ít. Đấy. Vâng ạ, và tiếp theo là chiếc âm ly này của bác khách là âm ly Sana Pioneer 838. Thì con này là nó bị bệnh nổ đèn kích các bác nhá. Nổ đèn kích tức là gì ạ? Cái hiện tượng thì nó như thế này. Khi đấu loa ra vào âm ly này thì các bác bật nguồn lên, bật cầu loa lên thì các bác sẽ thấy tiếng nó nổ đẹp ra loa. Đấy. Có thể nổ hai loa hoặc có thể nổ một trong hai loa. Đấy, thấy chưa? Tức là nổ theo một trong hai vế đấy. Thì cái bệnh này thì nó là bệnh chung của những dòng âm ly cổ rồi, không thể tránh được. Đấy. Trước sau thì nó cũng sẽ bị thôi, chứ không mà nó bị lẹt xoẹt do volume nhé. Nếu mà volume mà chúng ta vặn lên vặn xuống này mà thấy nó lẹt xẹt thì đấy là do bẩn volume. Cứ vặn lên vặn xuống nó lẹt xẹt này, đấy là do bẩn volume nhé, không nói. Nhưng ở đây ấy, nó không phải bẩn volume mà nó nổ luôn, nó nổ nẹt đẹt các nhé. Các bác phải phân biệt từ nẹt đẹt và lẹt xẹt nhé. Cái tiếng nổ nẹt đẹt nó khác, còn cái tiếng lẹt xẹt nó khác. Đấy, chúng ta phải phân biệt bằng tai của chúng ta thì ta biết. Chúng nào nếu mà vặn volume lên mà nó cứ lẹt xẹt theo cái volume này thì đấy là volume nó bẩn chiết áp này, thì ta vệ sinh chiết áp thôi. Dạ, còn nếu mà vặn mà cứ nó vặn rồi mà nó vẫn cứ lẹt đẹt ra loa, một trong hai vế loa thì đấy là do nó nổ cái đèn kích ba chân, tức là những cái con transistor ba chân ấy, gọi là con tiền khuếch đại đấy. Nó lâu ngày nó chân nó kém rồi, cái mà tiếp xúc nó kém rồi thì nó phải thay, và phải thay rất nhiều con chứ không phải là một con trong đấy các bác nhá. Nên là và để đảm bảo được những cái dòng máy này ấy, thì thông thường ấy, là bị một vế thì bên em phải thay cả vế còn lại. Tránh trường hợp là thay vế này xong rồi ngày mai thời gian nữa nó lại hỏng cái vế chưa thay. Thì như thế các bác sẽ mất công đi mất công lại. Đấy, còn kinh phí thì bọn em vẫn lấy cái bằng đấy thôi, không lấy hơn. Đấy, nhưng mà cái quan điểm là gì?
đôi khi tháo một con máy ra nó mất thời gian nhiều hơn so với thay một con linh kiện. Đúng không ạ? Cũng là cái công mình tháo máy, cũng là một cái công mình tháo ra mất rất nhiều thời gian, thì tiện thể sẽ thay luôn cả hai vế cho các bác. Con linh kiện thì nó không đáng bao tiền, nhưng mà cái công mà tháo cái máy ra đấy, rồi nắp nó vào thì nó rất là mất nhiều thời gian. Nên thông thường là bọn em sẽ lã làm là làm luôn cả vế còn lại. Mặc dù vế còn lại nó chưa vấn đề gì cả, nhưng trước sau thì nó cũng sẽ có vấn đề, nên là bọn em sẽ làm. Và hai là các bác không phải mất công vận chuyển đi vận chuyển lại mất thời gian, đúng không ạ? Mình làm luôn đấy. Thì kể cả đầu gối cũng thế, âm ly cũng thế, những cái gì mà có liên quan đèn kích mà nổ đẹp đẹp thì bên em đều xử lý cả hai vế còn lại, để như thế nó mới đảm bảo được các bác nha. Đấy, đấy là em chia sẻ thế thôi để các bác nắm bắt được. Vâng ạ, và mọi thông tin chi tiết thì bác nào mà chúng ta đang trong quá trình chơi audio mà chúng ta gặp phải những cái trường hợp như trên, hoặc là nhiều các vấn đề khác nữa em chưa chia sẻ hết được, thì các bác cũng có thể liên hệ trực tiếp với bên em. Bên em sẽ hỗ trợ các bác về cái kỹ thuật, và cũng như là sẽ có cái đội ngũ kỹ thuật giỏi, chuyên sâu về những cái sản phẩm một, sẽ sửa và xử lý cho các bác. Đấy. Và em nhận tất cả các đơn hàng từ toàn quốc các bác nha. Đấy. Rất nhiều bác cũng đã ở tỉnh xa gửi hàng về đây, bởi vì các bác chia sẻ là ở tỉnh là các bác ấy thợ không có, hoặc là thợ người ta không chuyên, các bác đưa cho những cái thợ mà không chuyên ấy thì cái sản phẩm của các bác nó sẽ còn tồi tệ hơn rất là nhiều. Đấy. Thợ không chuyên thì người ta sửa mò, người ta sửa không có kinh nghiệm thì sửa có thể là hỏng thêm, hoặc là người ta có thể làm hỏng máy của các bác. Đấy, đấy là cái tình trạng chung của những thợ ở tỉnh, nhất là thợ không chuyên về những cái đồ cổ này đó nha. Thợ chuyên về đồ cổ thì người ta sẽ có cái, người ta làm nhiều, người ta sẽ có kinh nghiệm và người ta sẽ biết là sẽ sửa phần nào. Chứ nếu mà không có kinh nghiệm, không có kiến thức, không có chuyên môn thì người ta sẽ sửa mò. Mà các bác biết rồi, cái gì mà đã là mò ấy, thì nó là hên xui, đúng không ạ? 50-50. Và cái 50 của các bác, cái tỷ lệ thua của bác nó sẽ cao hơn. Đấy, thợ người ta chả mất cái gì cả, nhưng người ta vẫn lấy tiền của các bác, nhưng chỉ được 1 hôm, 2 hôm nó lại bị lại, đúng không ạ? Thì như thế là các bác vẫn mất tiền, sau đó các bác mang đi thợ khác, các bác lại mất thêm một lần tiền nữa, đúng không ạ? Thì như thế mà chưa kể là công của các bác mang đi mang về, và rất là bực mình khi chúng ta phải vác đi vác về những cái sản phẩm nó nặng như thế này, đúng không ạ? Đấy, rất là mệt, đấu nối dây vào rồi, cắm điện vào rồi, cuối cùng bây giờ lại phải tháo ra. Đấy. Tháo ra không nắp vào lại cũng lại không được, nó lại phải mang đi. Đấy, nhưng mà em, bên em sẽ hỗ trợ các bác làm sao cho cái xử lý cho các bác tối đa triệt để nhất, mà tỷ lệ rủi ro mà quay lại rất là ít các bác nha, chỉ 1% thôi. Đấy, 100 khách hàng may là chỉ có 1 khách hàng là quay lại thôi các bác nha, còn lại là em sẽ sửa triệt để cho các bác thôi. Những cái bệnh như thế này nó là cái chuyên môn rồi, và nó là cái làm hàng ngày của mình rồi, nên là mình nắm bắt được, nên là tự tin và khẳng định cho các bác luôn. Với những bác nào chúng ta mua của bên em hoặc không mua của bên em, thì bên em nhận sửa cho bác luôn nhá. Sửa tất cả các đầu máy, về đầu cối, về âm ly, sâu CD. Và em chỉ sửa những dòng đồ đầu cổ nhá. Những cái dòng, một số bác lại mang cái đồ đời mới đến, ví dụ như là âm ly IC, âm ly nghe nhạc, à âm ly xem phim đó, âm ly đa kênh ấy, là bên em không nhận đâu. Bên em không làm những cái món đấy. Bọn em chỉ làm những cái đồ cổ thôi. Đấy. Chuyên môn và sở thích và sở trường là những cái thiết bị đồ cổ, không phải là IC dán, không phải linh kiện dán các bác nhá. Tuy nhiên là một số khách hàng các bác không biết được là nó là máy gì đâu, nên là các bác vui lòng ấy, là các bác không biết thì các bác chụp lại ảnh gửi Zalo cho em, được chưa? Số 0975855409 này, em chỉ cần nhìn ảnh thôi này em biết là cái âm ly này nó thuộc cái âm ly đời mới hay đời cổ thì bên em mới nhận. Tránh trường hợp các bác cứ gửi đến xong rồi cuối cùng em mở ra thì em thấy là âm ly này không phải là sở trường sửa bên em, lại phải mất công em gửi về, mà các bác mất công, vừa mất tiền, mất phí, mất công của các bác, thì như thế nó không đáng. Thì các bác lưu ý rằng là nếu các bác không biết được là mã âm ly gì, các bác không vui lòng các bác cứ chụp lại một bức ảnh gửi qua Zalo cho em. Và còn lại là em sẽ trả lời các bác là con này em nhận hay không, là em sẽ trả lời các bác trên cái hình ảnh luôn, chứ đỡ mất công của các bác mà cũng đỡ mất công của bên em. Chủ yếu là mất công của bác nhiều hơn thôi, chứ bên em thì em cũng chả mất cái gì cả. Đấy. Thì em cũng chia sẻ với các bác nhé. Đấy, thì bên em vẫn hỗ trợ các bác. Đấy. Và bán những cái sản phẩm audio, tư vấn phối ghép sản phẩm audio. Đấy. Làm các chương trình băng cối, băng cassette, đĩa CD và nhận sửa chữa bảo dưỡng cho các bác những cái sản phẩm về đồ cổ audio, băng cối, CD, đầu tép. Đấy ạ. Đầu băng cối, CD, âm ly, đầu tép, loa. Đó, nên những cái đấy là những cái sở trường ở bên em.
Cảm ơn các bác rất nhiều. Vâng ạ, em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo. Và các bác có thể lưu cái số này lại ở trên máy, nếu khi chúng ta trong quá trình chúng ta gặp những cái trục trặc gì về kỹ thuật cần hỗ trợ thì các bác có thể nhớ đến cái số này. Hoàng Gia Audio 0975804409 ạ. Để bên em hỗ trợ các bác. Cửa hàng bên em ở cuối ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Và các bác cũng thể vào website là hoanggiaaudio.vn nhé. Cái website hoanggiaaudio.vn là cái website em có đăng rất nhiều các sản phẩm trên đó và cũng như có những cái bài viết chia sẻ trên đó. Các bác có thời gian các bác có thể vào đọc. Sản phẩm thì bên em update trên đấy nó sẽ không nhiều, bởi vì đó là sản phẩm cũ và mình đã bán hết rồi từ lâu rồi. Nên em chỉ là up những cái sản phẩm nó mang tính chất tượng trưng thôi. Còn chính xác nhất và biết được hàng còn hay hết thì các bác vui lòng kết bạn Zalo và em sẽ gửi ảnh qua Zalo chi tiết. Khi gửi ảnh Zalo chi tiết có nghĩa là đấy là những sản phẩm bên em đang còn hàng thì em sẽ gửi. Còn những cái sản phẩm em đã bán rồi là em sẽ báo là em bán rồi. Còn những sản phẩm nó còn hàng em sẽ gửi ảnh cho các bác, được chưa? Đấy. Rõ ràng như thế để các bác nắm bắt được nha. Cảm ơn các bác rất nhiều. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các video tiếp theo của bên Hoàng Giao được.